không bùng kèo nha. Kìa, Mimap kìa. Đâu rồi, mẹ tôi qua Discord xem vẫn à. Kìa, Mimap, alo, nghe gì không? Kìa, mẹ, lên tiếng thôi. Mẹ 500 ngàn, đéo bùng kèo đâu. Mẹ yên tâm, mẹ anh em Nam Simulator là một con người mẹ rất là đại gia và giữ chữ tín. Đấy, mẹ làm giàu không khó. Huy bù phốt. Vậy cả Huy bù phốt ạ, mẹ là Huy bù. Mẹ Ren còn hơn là mẹ đi bút cu thoảng khác như Huy bù. Tiếp xúc với nhiều game ấy, tôi nghĩ... À, cái gì ấy, mẹ đánh nhau cái gì ấy? Cái gì ấy, mày đánh bà tao. Mày chắc chứ, KS thần trưởng. Ok, KS thành công. Thực chất là tôi KS đấy. Kìa, ông phải tách cái này lấy tiền này. Cái gì ấy? Chọn cái chết này. Tách mày cái này lấy vàng. Đóng băng là cả đồng đội đấy, vãi lìn đấy. Né này. Cái đít mẹ này. Đứng yên. Cái đít mẹ. Ui, hôm qua không thấy kèo với TQ à? Tối nay tôi phải bảo rằng Mimap hai thằng vào xây nhanh nhanh lên, không thua. Nhầm đường. Đi lại nhầm đường à. Mimap đã bị Creeper nổ tung. Ngu. Ốc chó. Đường nào thì tôi quên đường về nhà mất rồi. Thằng Mimap đâu rồi, cứu với. Từ về nhà thôi, TML. Mẹ cứu tao, tao đang bị một đống quái vật này, tao đói mày hiểu không? Bố mày đói. Chết đi rồi về luôn không được. Ra xua ở em. Em thích chơi ra xua ở em. Ai à. Trời ơi. Ba cái thằng không đủ sức với tôi đâu. Đi cơ ơi, điện mẹ tôi đéo nào tao thua được, điện mẹ tao được chiến công đầu à. Điện mẹ tại sao tao lại thua. Điện mẹ lại là một trận vàng 4 đấu với vàng 4. Này, căng à. Nhưng mà điện mẹ sao thằng này chỉ cần 7 trận xếp hạng nó lên vàng 4 và thằng này chỉ cần 2 trận xếp hạng nó lên vàng 4. Và tôi cần 114 trận để lên vàng 4 là cái mẹ gì. À, alo, Mimap ơi, mic em ơi. Mic em ơi. Mimap ơi. Đâu rồi. Điệt mẹ ơi. Ai cho trốn. Điệt mẹ mày. Mày săn nhân 8 rồi. Này. Rên yếm. Ai đây tôi lại. Này nhá. Điệt mẹ mày. Thằng đầu bùi rỉa rách. Thì mẹ mày chơi thế đúng không? Mẹ mày lần trước bố mày, mẹ mày trả kèo mày đàng hoàng nhá. Rồi. Khen. Ai da. Đây, mẹ anh em thấy không? Thì mẹ anh em thấy không? Ai da, địt mẹ mày. Phốt lưng bởi đấy. Một hợp đồng thua Ren không được thành lập chính thức do chỉ có một người khởi xướng và hai người còn lại không hồi âm. Người thắng kèo là người khác, không phải lắp rách. Bên người đánh cũng không có yêu cầu bắt tê và cũng không có quyền vì kèo người đánh đã lập với người khác, không phải là kèo rách. Hợp đồng vô nghĩa, tư thầm. Mời mà nhạc sàn cho anh em xem, cho anh em nghe nhá. Ok không? Nghịt mẹ. Nghịt trời.
Hãy mở mẹ, âm thanh của mẹ những thằng tay to để mẹ được phù hộ.